Trong cuộc sống, chúng ta là những con người khác nhau và theo đuổi những mục đích khác nhau. Nhưng hầu hết chúng ta lại có một điểm chung là theo đuổi sự hoàn hảo ít nhất một lần trong đời. Có những người tìm kiếm sự hoàn hảo trong công việc để không bị trễ deadline. Có những người tìm kiếm sự hoàn hảo trong các mối quan hệ để đòi hỏi đối phương phải phù hợp với mình. Và cũng có những người dốc hết lòng để chinh phục sự hoàn hảo của cuộc đời. Để rồi khi nhìn lại thì tuổi thanh xuân đã đi qua, tuổi 30 cũng đã cận kề. Vậy hoàn hảo là gì? Tại sao chúng ta phải dốc hết thanh xuân của mình để chơi trò đuổi bắt với nó? Hoàn hảo là không có chỗ cho sự nhầm lẫn. Chỉ một sai sót nhỏ, bạn cũng nhảy bổ vào để sửa nó. Đôi lúc, chính sự hoàn hảo là nguyên nhân khiến đồng nghiệp không thể hiểu nổi bạn. Khi mọi thứ bị lệch đi theo cách thức vốn có, nó sẽ không được chấp nhận. Mọi người dần dần sẽ thấy rất khó để làm việc chung với bạn. Cuốn sách Tạm biệt quý cô hoàn hảo được tác giả thay lời phái nữ để giải bày về hình ảnh hoàn hảo trong suy nghĩ của họ. Họ luôn muốn bản thân mình phải thật hoàn hảo trong mọi việc, cũng là bởi vì môi trường giáo dục từ nhỏ. Hễ con gái làm sai thì liền bị khiển trách, trong khi con trai thì được ủng hộ. Đơn giản chỉ với lý do, con trai thì có quyền được vấp ngã. Tại sao vậy? Sự hoàn hảo cũng bắt nguồn từ nỗi sợ bị đánh giá bởi người ngoài, tâm lý sống cho người khác xem của những cô nàng còn đang chập chững. Hoàn hảo là thứ dễ tìm kiếm nhất ngoài xã hội. Tiếp xúc một anh chàng ban đầu thì chỉ thấy toàn tính tốt, nhưng theo thời gian thì xuất hiện ngày càng nhiều những lỗ hổng. Hay nói cách khác, sự hoàn hảo là mặt nạ của xã hội. Khi bước vào một mối quan hệ tình cảm, ai cũng muốn người yêu của mình có thể hái sao trên trời, chạy vào biển lửa để cứu mình ra khỏi những ngày tháng thăng trầm của tuổi trẻ. Ấy vậy, người đó cũng không phải là một người hoàn hảo trong mộng của bạn. Vàng lý do chia tay cũng chỉ là hết yêu, đúng không? Cuốn sách Muốn làm nữ hoàng đừng yêu như hầu gái định nghĩa rằng khái niệm hoàn hảo chỉ là một thứ tương đối. Người hoàn hảo mà bạn đang tìm kiếm thì không đến mức mà bạn phải trở thành bộ xương khô mới thấy. Người mà bạn cần, người khác không cần. Người mà người khác không muốn, lại là người phù hợp với bạn. Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Hãy bước dài hơn một chút, hướng ánh mắt xa hơn một chút, hoặc hãy chậm lại. Có khi bạn sẽ thấy sự hoàn hảo ở ngay bên cạnh mình. Sự thật là ở trong vòng tròn mối quan hệ, sự hoàn hảo là lực hấp dẫn gắn kết hai con người tới gần nhau. Nhưng ngay khi sự hoàn hảo bị phá vỡ, thì chúng ta lại trách cứ nhau. Tới cuối cùng, khi mọi người một nơi, chúng ta nhận ra không phải ai cũng có thể cùng mình trải qua những năm tháng thăng trầm, biến động. Đó cũng là lời nhắn từ cuốn sách 5 bước để có mối quan hệ hoàn hảo của tác giả Kim Thành. Chủ nghĩa hoàn hảo đem lại nhiều thành công, nhưng cũng là nguyên nhân của không ít những thất vọng. Những trang sách của những điều tôi tự dặn chính mình chất chứa vô vàn nước mắt qua lời tự sự của nhân vật chính, là một cô gái không thể có con. Cô gái trong cuốn sách đã trải qua đủ mọi giai điệu cảm xúc, thất vọng, rồi hy vọng, rồi lại tuột sâu trong cái hố của sự thất vọng. Cô đã bị mắc kẹt ở cái vòng luẩn quẩn đó, cho tới khi cô nhận ra chìa khóa của sự hoàn hảo chính là sự không hoàn hảo. Khi và chỉ khi chúng ta đứng về phe của sự không hoàn hảo, chúng ta mới có thể thừa nhận những khuyết điểm của bản thân, chúng ta mới có thể kể những câu chuyện cho chính mình và của riêng mình. Niềm hạnh phúc của sự không hoàn hảo không phải là thiếu vắng đi sự có mặt của nỗi đau, mà là khi chúng ta chấp nhận sự tồn tại của nỗi đau đó. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta vẫn có những suy nghĩ rằng đợi tôi ra trường, tôi sẽ làm cái này, tôi sẽ thực hiện điều kia. Thế nhưng khi ra trường rồi,
thì những suy nghĩ ngày xưa bỗng trở nên xa vời. Con người ai cũng có 24 giờ một ngày, thế nhưng có một số lại mắc phải cái bẫy chờ đợi cho một thời điểm hoàn hảo nào đó chưa xác định. Bạn có chắc rằng khi thời điểm đó tới, bạn có tâm huyết như lúc ban đầu hay không? Cuốn sách Khi nào? Bí mật khoa học của thời điểm hoàn hảo mang câu trả lời cho cách người trẻ sử dụng thời gian một cách phù hợp nhất. Chúng ta cũng giống như những chậu cây bên cửa sổ, cũng mở ra và đóng lại đều đặn vào những thời điểm trong ngày. Sau mỗi thất bại thì cuộc sống của chúng ta tiến gần hơn với sự hoàn hảo. Khi chúng ta chờ đợi đến một thời điểm hoàn hảo, chi bằng hãy bắt đầu ngay ngày hôm nay, ngay giây phút này. Trích từ quyển sách Khi bạn đang mơ thì người khác đang nỗ lực. Sẽ luôn có những người quyết định theo đuổi sự hoàn hảo của nghệ thuật chân thiện mỹ, và cũng sẽ có những người phải chịu áp lực từ chính sự hoàn hảo. Kéo theo hệ lụy là căn bệnh trầm cảm, đuổi mãi cái thứ gọi là hoàn hảo, đến bao giờ mới là đủ? Chủ nghĩa hoàn hảo xuất phát từ tư duy, nên để đi tìm lời giải cho sự hoàn hảo cũng phải xuất phát từ tư duy. Chúng ta đừng nên cố tìm đúng người, mà hãy tìm người sau bớt sai hơn người trước. Vậy có dễ hơn không? Chúng ta đừng cố để bản thân mình trở nên tốt hơn, mà chi bằng cố gắng loại bỏ sai lầm của ngày hôm qua. Vậy có dễ hơn không? Thật sự, sống tốt rất khó, nhưng biết mình làm gì sai thì lại rất dễ. Đi tìm sự hoàn hảo thì khó, nhưng không mắc phải sai lầm của hôm nay phải chăng dễ dàng hơn? Ý tưởng từ cuốn sách Tư duy nhanh và chậm. Tóm lại, sự hoàn hảo là động lực để mọi người vươn lên khi xuất phát từ chính bản thân chúng ta, chứ không phải ai khác. Không có thứ gì trên đời là hoàn hảo 100% cả, và chúng ta cũng không ngoại lệ, bởi vì sự hoàn hảo luôn bắt nguồn từ sự bất toàn của cuộc sống.